Xin chào toàn thể các bác nhá. Hôm nay thì mới làm được cái video đánh rẽ run cho anh em xem. Ra ngoài em bây giờ có rẽ run. Rẽ run thì về em nó muộn lắm. Tại vì là bây giờ nó mới rộ thôi. Mấy hôm trước thì nó cũng lác đác một vài con. Đây. Hôm nay dính cũng tương đối nhiều rồi các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đây được 7 con này. Hôm qua là bãi này nước trắng hết các bạn. Bãi này ngập đến bụng em cơ. Xong bắt đầu là em bảo thôi cứ đánh xem được nhiều hay không. Thực ra là có mặt nước chim vẫn xuống. Hôm qua em đã phải đi mò loa mò đầu một phát rồi các bạn. Đây bãi này hôm qua nó ngập hết. Nó ngập lên tận đường đây cơ mà, gần đường đây cơ mà các bạn. Đấy. Hôm qua nó ngập khổ ơi là khổ. Đi mò loa sắp chết ra. Mò loa mò đầu về cháy luôn cả một cái đầu. Đây em ra dọc cái lưới này cho các bác xem nhé. Nói chung là như rẽ run miền Bắc ở em ở Tuyên Quang thì bây giờ em ở ngay chỗ cây lâm Bình Dượng thì bây giờ nó mới về nhiều rồi. Còn đâu ở đồng, nói chung là đồng Tuyên Quang này có nhiều chỗ được nhiều rồi các bạn. Ví dụ như cái đồng Kim Phú, đồng đấy là đẹp nhất của thành phố Tuyên Quang cũng được nhiều rồi. Chỗ em thì bây giờ mới có. Ra đánh chim trên em thì cũng nói chung nhặt được con chim cũng khó khăn phết đấy các bạn. Kia là em cũng đánh tay lưới cái hoa trắng trắng kìa. Còn chưa đánh nhỉ các bạn. Căng từ kia thì hôm qua mưa bão to. Hôm nay thì cũng mưa. Đây các bạn nhìn em, hôm qua em phải căng lưới cao như này mà. Nói chung là nó cách mặt đất tầm 1,5 m. Đây em lội ra đến đùi. Đây được mấy con này các bạn. Đây ông già hôm nay ra cỡ. Đây 1, 2, 3, 4. 4 con. Nói chung là hôm nay chỗ này cũng được hơn chục con các bạn. Ở đằng kia cũng còn mấy con nữa. Em căng, đây là em căng mấy tay lưới. 2 tay lưới. Chỗ em còn chẳng căng được lưới dài các bạn. Không căng được lưới dài, lưới 50 mét là hết chỗ rồi. Đấy, khổ thế, đánh chim căng lưới cũng phải hạn chế các bạn. Em đã gỡ một chập rồi đấy. Là em đi gỡ một chập rồi. Bây giờ là chập thứ hai. Chập thứ hai là nói chung là trời âm u như này em vẫn đánh cả ngày các bạn. Đánh cả ngày nói chung là vẫn được chim mà. Còn rẽ này nó vẫn lao nhưng mà ngày cứ đôi một. Đôi một đâm ra là nó vẫn được. Nói chung là cứ được đôi một. Đây tụi em bắt đầu mưa lắm rồi. Đây. Lộ sầu như này mà đánh chim vất vả lắm các bạn. Em già cũng gỡ một chập rồi thì cũng được một chục con. Khó lắm. Đánh lưới chim này, đánh lưới tàng hình rất là ok. Đấy, em đang gỡ. Già em được cái không phải thợ gỡ chim giỏi lắm, cũng gọi biết gỡ chi. Đấy, trời mưa to rồi các bạn. Thôi, xin chào các bác nha, hẹn các bác video lần sau. Bên em chuyên cung cấp lưới loa, âm ly, đồ bẫy chim đêm nhé. Các bác nào cần gì cứ liên hệ em. Em sẽ để số điện thoại bên góc phải màn hình này. Đấy, để cho các bác cụ thể liên lạc. Đặc biệt nữa nha, em cung cấp file tiếng miễn phí nhé. File tiếng của em vẫn đi đánh, để cho anh em đánh. Đấy, chứ không phải file linh tinh. Đấy, còn các bác, nhiều bác nói chung là nói trên kênh YouTube của em cũng không ra gì cả. Hôm qua có một bác chửi em, nói chung là nói không ra gì nhưng mà thôi không sao. Trên đời còn người này người nọ các bác. Đấy, còn em thì em chỉ làm video hướng dẫn các bác thôi. Em biết đâu em bảo đấy, chứ em không dạy ai, không dạy đời các bác, không tinh tướng. Nói chung em làm thực tế đây. Có thực tế đây em làm cho các bác xem. Đấy, bác nào cần tư vấn gì cứ liên hệ em. Em sẽ tư vấn cho các bác miễn phí nhé. Rồi, xin chào toàn thể các bác nhé. Hẹn các bác video lần sau.